Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hành Tích. Trong video ngày hôm nay thì em chưa lên đây giao lưu gửi đến cho anh em 4 mẫu sản phẩm đồng hồ của hai thương hiệu là Oren và Seiko. Đây đều là những cái phân khúc giá bình dân, và với những phiên bản này thì đợt này em về hàng rất là nhiều và có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em để anh em có thể tìm được một chiếc đồng hồ ưng ý cho bản thân mình nhé. Đó thì cái phiên bản đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em Trương có một chiếc đồng hồ Oren này. Ở phiên bản này thì đợt này em về được rất là nhiều hàng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ Oren Symphony với phiên bản Gen 4, một phiên bản cải tiến đó của những cái chiếc đồng hồ Symphony ngày trước. Thì anh có thể thấy là tầm giá đâu đấy loanh quanh từ 3 triệu 6 cho đến 3 triệu 9 đúng không ạ? Đó, và phiên bản này thì giá nó chênh lên một chút thôi, chỉ có là 4 triệu 2 đó, 4 triệu 2 nhưng được cải tiến rất là nhiều cái ngon nhá anh em nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là về cái thiết kế của phiên bản này này, nó cũng là một trong những cái thiết kế mà khá là cách điệu, khi ở đây chúng ta sẽ có cọc, các cọc số La Mã, các múi giờ chính này, kim cọc sửa kẻ vạch này, thiết kế 3 kim một ô địch ngày, và đặc biệt hơn là kính về mặt này chính là mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Đó, riêng về cái phần mặt kính thì anh em có thể thấy là với những phiên bản Symphony Gen 3 ấy, thì nó chỉ có là kính khoáng cứng thôi, còn phiên bản Symphony Gen 4 ấy, thì nó sẽ có là kính sapphire nguyên khối chống chảy, chống sức tuyệt đối cho anh em. Và với những phiên bản kính sapphire này thì đây là một trong những cái ưu điểm rất lớn của dòng này, và anh em có thể thấy là trong cái phân khúc giá đâu đấy tầm 4 triệu 2 đó, hoặc là hơn 4 triệu một chút, thì ví dụ như Seiko này, Citizen thì gần như là rất ít những chiếc đồng hồ có kính sapphire. Thì riêng với phiên bản này thì nó có một cái cấu hình cực kỳ là ngon trong cái phân khúc giá anh em nhé. Đó thì đây là một cái điểm mạnh của phiên bản này đó, và giá nó cũng là một trong những cái điểm mạnh rất tốt của nhà Oren. Với phiên bản này chúng ta sẽ có là thiết kế logo Oren hai chú sư tử được đặt ở 12 giờ này, Water System, ở đây sẽ có là Moment Japan, và đầu máy Casper được trang bị chiếc đồng hồ này đó chính là F672. Thì riêng về cỗ máy này thì sẽ là cỗ máy cũng được đặt trên những chiếc đồng hồ Symphony Gen 3 đó, và nó sẽ có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm cho các bác như là lên có tay, dừng kim dây, ở đây sẽ có là 21.600 tần số dao động, ở đây sẽ có là 40 giờ tích có cho anh em nhé, anh em sử dụng thoải mái. Với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L và có những chi tiết phay bóng và phay sức trên cái phần thân vỏ rất là đẹp anh em nhé. Gần như là chiếc đồng hồ này sẽ thiết kế một cái kiểu dáng mềm mại khi được phay bóng toàn bộ. Thì với những cái thiết kế mềm mại như này thì anh em có thể thấy là nó tôn lên cái vẻ sang trọng của chiếc đồng hồ này, và đặc biệt hơn thì có một cái cải tiến nữa, đó chính là về phần bộ dây. Bộ dây phiên bản này thì nó là bộ dây thép đúc đặc chứ không phải là bộ dây thép cuộn nữa. Riêng về những cái dòng mà Symphony thì gần như là một là phiên bản dây da, hay là phiên bản dây thép cuộn. Thì đối với những chiếc đồng hồ này thì nó sẽ Gen 4 thì nó sẽ cải tiến là dây thép đúc đặc anh em nhé. Thì riêng với bản dây thép đúc đặc này thì nó là một trong những cái bản dây đeo, chúng ta đeo thì rất là đầm tay. Khóa này khóa bấm anh em nhé, và bấm một cái chiếc đồng hồ và bấm cực kỳ là ngon trong cái phân khúc giá. Chúng ta sẽ có mã hiệu của chiếc đồng hồ này, đó chính là RA-AC0F10S10B nhé anh em nhé. Anh em có thể tra cứu trên Google biết thêm những thông tin chi tiết. Rồi với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có phần đáy chi tiết lộ cơ skeleton đầy đủ những thông tin như là sapphire crystal này. Ở đây chúng ta sẽ có Epson Moment Japan, đầu máy F672-22. Rồi sẽ có là water system ở 53-50 mét nước nhá. Anh em đi mưa rửa tay, tắm rửa cơ bản. Đó, một chiếc đồng hồ màu phiên bản màu trắng bạc rất đẹp đúng không ạ? Nó có hiệu ứng chạy tia rất mạnh trên mặt dial. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến với kích thước size mặt nhé. Phiên bản này chúng ta sẽ có kích thước size mặt là 41.5 phù hợp với cổ tay của anh em. Đâu đấy trên dưới 16 mình cân đối đeo những phiên bản này rất là hợp lý. Anh em có thể thấy là đối với cổ tay của em Trương đây, cổ tay 16 này, đeo cho mình phiên bản Symphony Gen 4 rất đẹp đúng không ạ? Rất thanh lịch. Và đặc biệt hơn thì chúng ta đeo thì nó không cần phải lo nghĩ về cái mặt kính, vì kính của nó là kính sapphire rồi. Đó, một cái điểm mạnh mà em phải nhắc đi nhắc lại thì anh em phải biết rằng là trong cái tầm giá thì chiếc đồng hồ này nó đáp ứng rất là tốt nhu cầu của anh em luôn. Giá bình dân rồi cấu hình rất ngon để anh em có thể tham khảo. Ở đây là mẫu sản phẩm đầu tiên nhá. Đấy, anh em có thể tham khảo về phiên bản đầu tiên này. Đấy rồi, nếu như anh em thấy được video của em Trương thì anh em cho em Trương xin một ít thời gian, chúng ta nhấn một nút like hoặc kênh về video nhá, để ủng hộ em Trương. Và có anh em ở bên ngoài thì nó sẽ có một cái nút đăng ký kênh, anh em nhấn nút đăng ký kênh và nhấn thông báo đó để chúng ta nhận được tất cả những thông báo mới nhất từ bên em Trương nhé. Đó, mọi video hay là mọi mặt hàng đấy, khi hàng về thì bên em Trương đều lên video cho anh em trên YouTube cả.
Đó rồi, tiếp đến này chúng ta cũng sẽ có thêm một chiếc đồng hồ Oren, và dòng này là dòng Oren Golden Eye 2. Riêng về những dòng Oren Golden Eye 2 này thì anh em biết rồi, chúng ta sẽ có một cái tầm giá nó chênh lên một chút, đó chính là 4 triệu 950. Hiện tại em đang gửi đến anh em là mức giá 4 triệu 950, và cấu hình của phiên bản này cũng rất là ngon. Máy thì nó sẽ làm máy nó nhỉnh hơn cái phiên bản Symphony Gen 4 kia một chút đó, và nó có một cái thiết kế rất là trẻ trung khi mà có một cái phần nội cơ open hood được đặt ở góc 9 giờ anh em nhé. Đó rồi, chúng ta sẽ có mã hiệu của chiếc đồng hồ này, đó chính là FAG này 03001D0 nhé, anh em có thể tham khảo. Thì riêng với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là những cái điểm nổi bật như là kính sapphire này đó, rồi chi tiết nội cơ rất đẹp trên mặt dial, và đặc biệt hơn chúng ta sẽ có một kích thước size mặt rất vừa phải để anh em có thể cân đối lên tay nhé. Đó thì ở chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là một cái màu xanh, một màu xanh deep blue, màu xanh chảy tia. Thì với cái màu xanh này thì anh em có thể thấy là hiệu ứng sáng tối trên mặt dial rất rõ đúng không ạ? Đó, khi mà có những cái cụ ánh sáng nó chiếu thẳng vào mặt dial ấy thì nó tạo nên những cái màu sắc, màu đen và màu xanh khác nhau, nên là tạo nên một cái hiệu ứng rất đẹp cho chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ có là logo Oren, logo hai chú sư tử Waterston, ở đây chúng ta sẽ có là các phần như vào kim cọc giờ kẻ vạch, hai mũi giờ chính là kim cọc giờ La Mã anh em nhé. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có là Japan Moment, và đặc biệt là cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì nó là một trong những cỗ máy cũng cực kỳ là ngon trong phân khúc giá. Với cỗ máy của phiên bản này F6T22 thì với cỗ máy này thì sẽ có 21.600 tần số động, từ thì cót là 40 tiếng, và chúng ta sẽ có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm. Rồi với phiên bản này thì kính sapphire rất ngon rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng đi đến với cái thiết kế bên ngoài. Thiết kế bên ngoài của phiên bản này cũng gần như là được phay bóng toàn bộ. Đó, chỉ có phần càng lắc lắc thì nó sẽ phay sức một chút để tạo nên cái độ khỏe hơn cho chiếc đồng hồ này. Đây, anh em có thể thấy nhá. Cái núm chỉnh cũng rất là đẹp này. Rồi với chiếc đồng hồ này thì sẽ là bộ dây thép đúc đặc nhá, những sợi chỉ phay bóng phay xước rất đẹp. Rồi khóa này, khóa bấm nhá, khóa bấm đến từ thương hiệu Oren. Chúng ta sẽ có phần đáy lộ cơ cũng đầy đủ những thông tin cần thiết cho anh em nhé, cũng là độ chống nước 50 mét nước. Rồi ở đây sẽ có là chân TPU 22 chân kính cho phiên bản này. Kích thước xe mặt của phiên bản này rất dễ đeo, đấy nó chỉ có là 38.5, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, mình cân đối những phiên bản này rất đẹp nhé. Đó, một phong cách thiết kế rất trẻ trung, và đặc biệt hơn là đi với cái màu xanh dương ấy, thì anh em phải hiểu rằng là màu xanh dương là một trong những màu mà khi mà chúng ta đeo lên thì nó mang một phong cách trẻ trung năng động nhất định, và đặc biệt hơn là nó có thêm cả open heart nữa, cho nên là đây là phiên bản cực kỳ là đẹp này. Rồi ở đây là mẫu sản phẩm thứ hai trong video ngày hôm nay, mức giá của chiếc đồng hồ này chỉ có là 4 triệu 950 nghìn đồng. Đấy, anh em nào quan tâm về dòng này anh em liên hệ trực tiếp với em nhé, trong cái tầm giá thì phiên bản này nó cực kỳ là đẹp mắt luôn. Rồi chúng ta cùng đi đến với phiên bản thứ ba nhé. Đó thì với những phiên bản Oren này thì nó cực kỳ là đẹp mắt rồi, anh em có thể tham khảo, và mức giá hiện tại em chưa đang để đang là một cái mức giá nó cực kỳ là tốt ở trong video ngày hôm nay. Đó thì anh em cứ tham khảo giá trên thị trường đi, giá bên em chưa không bao giờ để anh em thiệt đâu. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko nhé, phiên bản Seiko này đây là phiên bản giá bình dân, và chiếc đồng hồ này thì ngày trước em có lên phiên bản màu trắng cho anh em rồi cách đây một vài hôm. Phiên bản này thì chúng ta sẽ có là tình trạng mới 100%, đầy đủ hộp sổ, và giá thành của phiên bản này cũng rất tốt, phải gọi là những phiên bản Seiko 5 size nhỏ hiện tại bên em trường đang để phải gọi gần như là rẻ nhất thị trường rồi. Chúng ta sẽ có mã hiệu của chiếc đồng hồ này, đó chính là SNKK này 31K1 nhá. Đầu máy caliber là 7S26 automatic và Waterston cũng được ghi ở trên thẻ tag. Riêng về những chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái cỗ máy cơ bản này. Đó, rồi một cái thiết kế nó của dòng Seiko 5 rất là nhiều những cái thiết kế khác nhau. Đó, nhưng mà riêng về cái phiên bản này và cái thiết kế này thì rất ít khi về anh em nhé, gần như là không về, cách đây đâu đấy tầm 1 đến 2 năm rồi em chưa về phiên bản này. Ngày trước thì có về một ít cho anh em đó, và đợt này thì mới quay trở lại có hàng và lấy được cho anh em đúng một chiếc thôi. Đó, cho nên anh em nào nhanh tay thì liên hệ trực tiếp với em nhé, giá thành đang rất là tốt, chỉ là 2,8 triệu. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là thiết kế ba kim nhá, một ô lịch kép, một dòng chữ Seiko 5 automatic và 21 chân kính cũng đều được ghi ở trên mặt dial. Mặt dial phiên bản này là mặt dial màu đen tuyền, và nó có thêm một cái chi tiết rất là độc đáo khi mà có một cái hình giải quạt. Đó, cái chi tiết này ấy thì theo như em trương thì nó sẽ là trang trí là chủ yếu anh em nhé, trang trí là chủ yếu cho phiên bản này đấy, và với tông màu xám này đó, rồi và tông màu đỏ của chiếc đồng hồ này.
Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Màu đen với màu đỏ phối với nhau cực kỳ đẹp, và thêm một chút màu trắng dạ quang của phiên bản này nữa. Phần kim dây thì nó cũng được làm là kim sơn đỏ, rồi chúng ta sẽ có là các phần kim thòng, kim thọc được kẻ vạch. Riêng về cái phiên bản này thì anh em đừng lo lắng về cái dạ quang của phiên bản này cực kỳ sáng. Anh em có thể thấy nhá, Seiko, riêng Seiko thì em Trương nhấn mạnh luôn là dạ quang từ những phiên bản giá bình dân nhất cho đến những phiên bản cao cấp thì dạ quang của nó làm vô cùng sáng. Và khi mà nhắc đến những đồng hồ mà dạ quang tốt thì chúng ta chỉ nhắc đến Seiko thôi. Đó, rất ít khi nhắc đến những thương hiệu khác. Đó, và cho nên là anh em có thể thấy nhá. Đó, đây là một cái điểm mạnh rất là lớn của dòng Seiko. Đấy rồi, tiếp đến chúng ta sẽ có là có những cặp số Arabic ở đó, Arabic số tự nhiên đánh nhỏ này, đấy, đánh số nhỏ ở đây này, rồi máy vẽ S26 thì sẽ là cỗ máy tự động hoàn toàn, rồi ở đây sẽ có là mặt kính, kính phiên bản này chính là mặt kính HLX, một cái mặt kính độc quyền đến từ thương hiệu Seiko. Riêng về mặt kính này thì anh em có thể thấy là không có ở trên thị trường đấy, và với mặt kính này thì nó thiên về cái độ chống chịu và va đập. Đó, cho nên là anh em cứ trải nghiệm cái kính này đi. Kính này cũng có chống xước nữa, nhưng mà nó ở một cái mức độ vừa phải thôi nhá anh em nhá, không được như sapphire. Cho nên là anh em cứ trải nghiệm kính này đi. Đó, cũng không dễ xước như anh em nghĩ đâu. Đó, và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có thêm một phần thân vỏ cũng được phay bóng này. Gần như là ngày hôm nay thì review cho anh em thì đều là những chiếc đồng hồ có cái độ phay bóng rất cao, cho nên là nó tạo nên một cái sự mềm mại cho chiếc đồng hồ hơn. Đó, chỉ có những cái phần càng này. Đó, phần càng phiên bản này thì phay xước một chút đấy, tạo nên cái độ khỏe khoắn. Rồi ở bộ dây thì bộ dây thép cuộn này, đó, anh em có thể thấy này, đấy, cái độ phay bóng rất cao trên chiếc đồng hồ này. Đó, phay bóng và phay xước, nhiều anh em bảo là phay xước nó không bắt sáng tốt, nhưng anh em nhìn này, đấy, nhìn cái độ bắt sáng của cái bộ dây của chiếc đồng hồ này, anh em đủ hiểu ha. Đó, một cái độ hoàn thiện rất cao cho chiếc đồng hồ. Rồi chúng ta sẽ có đáy cũng là đáy lộ cơ anh em nhé, đầy đủ những thông tin cho anh em như là 21 chân kính này cũng được ghi ở trên mặt đáy ô rồi, và tới sẽ tận là 30 mét nước anh em đi mưa rửa tay cơ bản. Chúng ta sẽ có kích thước xe mặt của phiên bản này, đó chính là 38.5 phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em nhìn vậy thôi, nhưng mà phần thân vỏ nó khá là to, nó bằng với phiên bản Golden Eye 2 đấy. Đó, nhưng mà mặt đây của phiên bản này nó nhỏ, cho nên anh em lưu ý nhá. Đó, cực kỳ là đẹp với màu đen tuyền. Đấy, anh em có thể thấy một dòng Seiko 5 rất đẹp đúng không ạ? Đó, rất đáng chơi, giá chỉ có 2 triệu 8 thôi. Anh em cân đối nhá. Đây là phiên bản thứ ba trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi đến với phiên bản cuối cùng. Ở trong video ngày hôm nay thì em Trương lên đây gửi đến cho anh em thì toàn những phiên bản mức giá đâu đấy chưa đến 5 triệu đồng và toàn là cấu hình ngon thôi, cho nên là anh em có rất nhiều sự lựa chọn, phải gọi là top đầu trong cái tầm giá đấy. Tiếp đến cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko 5 size to. Phiên bản Seiko 5 này thì lần đầu tiên em về, và với phiên bản này thì anh em sẽ có thêm một cái sự lựa chọn dành cho những anh em là cổ tay đâu đấy tầm 16 đổ lên anh em nhé. Thì với những chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kích thước size mặt là rơi vào đâu đấy tầm 42, 43 đấy, gần 43 đấy anh em ạ. Kích thước size mặt là 10 à, 42.6, 42.6. Thì anh em có thể thấy là với cái kích thước size mặt là 42.6 thì phù hợp với cổ tay của anh em tại đâu đấy tầm 17. Đấy, để mà nói là đeo đẹp thì chắc phải tầm 17 thì anh em mới đeo đẹp được phiên bản này. Đó, như cổ tay em chưa là cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản này thì cũng phải gọi là đeo được thôi. Mà để mà nói đeo đẹp nhất thì vẫn đâu đấy tầm 17 này anh em đeo đẹp nhất về phiên bản này. Đó, một chiếc đồng hồ Seiko 5 màu trắng rất đẹp đúng không ạ? Và đây là một trong những phiên bản rất hiếm. Anh em nhìn nhá, chúng ta sẽ có là thiết kế ở đây đó chính là thiết kế 3 kim một ô lịch kép này. Đó, và với cái dòng này thì chúng ta sẽ có là Seiko 5 rồi automatic 21 chân kính. Ở đây chúng ta sẽ có là 50 mét nước. Thì thông thường những dòng Seiko 5 ấy thì nó chỉ có là 30 mét nước thôi. Còn riêng về cái phiên bản mà dòng này ấy thì nó sẽ có 50 mét nước, cái độ chống nước nó cao hơn. Đó, cao hơn phiên bản kia thì chúng ta có thể đi mưa rửa tay hoặc là tắm. Đó, tắm cơ bản anh em nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ có là phiên bản này sẽ có các phần kim vọc giữa kẻ vạch và cũng đều có dạ quang cho anh em nhé. Anh em có thể lưu ý đây, kể cả ô lịch thứ cũng có dạ quang cho anh em này. Đó, một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có là mặt đây là màu trắng này, ở viền Andori bên ngoài thì nó sẽ có thêm những cái cọc
La Mã tạo được một cái phong cách classic hơn, rồi nó có một cái màu trắng ngà đó, tạo nên hai cái tông màu trắng. Với chiếc đồ này chúng ta sẽ có là máy, cũng là máy máy 7S26 nhá, cái cũng máy cơ bản, cũng có nó chỉ có là tự động hoàn toàn thôi, nó không có bắt tay, không có dừng kim, nhưng mà giá thành của phiên bản này còn đang rất tốt, chỉ còn là 3,4 triệu, 3,4 triệu để anh em tham khảo. Và mặt kính vẫn là mặt kính Hanlex anh em nhá, đó một cái mặt kính độc quyền. Riêng về chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái chi tiết phay xước nó nhiều hơn để tạo nên cái độ khỏe cho chiếc đồng hồ, chỉ cần tạo nên cái độ cứng cáp cho chiếc đồng hồ. Tại vì trong cái tầm giá 3,4 triệu thì nhiều anh em thấy hơi lo ngại về cái những phiên bản một size to như này đúng không ạ, trông nó hơi yếu, nhưng mà thật sự với anh em là anh em có thể thấy là với những phiên bản này thì phần thân này, ở phần thân cho đến phần vỏ nó phay xước rất nhiều, tạo nên cái độ cứng cáp, và đặc biệt hơn là bộ dây của phiên bản này cũng làm to bản như thế này để tạo nên một cái độ khỏe khỏe hơn cho chiếc đồng hồ. Bộ dây này bộ dây thép cuộn anh em nhá, khóa này vẫn là khóa bấm này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là đây có thêm một cái thẻ tag là SNKP09K1 máy 7S26. Phần máy thì đầy đủ những thông tin cần thiết như độ chống nước 50 m nước này, stainless steel 21 21 chân kính của cỗ máy này. Đó, mức giá là 3,4 triệu anh em nhé. Đó, anh em có thể tham khảo, em lên tay lại cho anh em một lần nữa. Một phiên bản màu trắng rất đẹp đúng không ạ? Đó, giá chỉ có 3,4 triệu nhá. Và đây là phiên bản cuối cùng trong video ngày hôm nay. Anh em nào quan tâm về cái mẫu sản phẩm này, anh em liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 332822. Em sẽ người tư vấn trực tiếp cho anh em về những mẫu sản phẩm này. Nếu như mà anh em thấy hay, đừng tiếc cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã người được cần theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo.